Ngày 8 tháng 1, có 16.553 ca mắc COVID-19, Hà Nội gần 2.800 F0 và 408 bệnh nhân nặng và nguy kịch. Mời quý khán giả của Alo Bác sĩ cùng điểm qua những thông tin về tình hình dịch COVID-19 đáng chú ý vào tối hôm nay, ngày 8 tháng 1 năm 2022. Thêm 16.553 ca mắc COVID-19. Bộ Y tế tối ngày 8 tháng 1 công bố 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca ghi nhận trong nước, tăng 259 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành, có 12.055 ca trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1, Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 11, Hải Dương, Hải Phòng mỗi nơi 1 và Thanh Hóa là 2 ca. Hà Nội có 408 bệnh nhân COVID-19 đang nặng và nguy kịch. Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy, Hà Nội có 408 bệnh nhân nặng và nguy kịch, trong đó 336 bệnh nhân phải thở oxy, 38 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn, tất cả đều có xu hướng tăng cao. Đến ngày 7 tháng 1, Hà Nội đang điều trị cho hơn 40.700 bệnh nhân COVID-19, với hơn 31.300 F0 đang điều trị tại nhà. Số bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở thu dung và bệnh viện. Tính từ đợt dịch thứ tư ngày 29 tháng 4 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 65.356 ca COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều trường đại học thông báo dạy sau Tết. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt cấp độ 1 vùng xanh với tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, nên nhiều trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo về việc giảng dạy, học tập trước và sau Tết Nhâm Dần. Theo đó, sinh viên được nghỉ Tết Nguyên Đán trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 1 hoặc 26 tháng 1 đến hết ngày 13 tháng 2. Phần lớn các trường thông báo cho sinh viên năm thứ nhất khóa tuyển sinh 2021, dự kiến bắt đầu học lại từ ngày 7 tháng 2, sinh viên các khóa còn lại học trở lại từ ngày 14 tháng 2. Đa số trường tổ chức giảng dạy các lớp thực hành thí nghiệm theo hình thức tập trung tại trường. Đối với lớp lý thuyết, tùy thuộc vào đặc điểm môn học sẽ tổ chức kết hợp giảng dạy, học tập trực tiếp và trực tuyến, hoặc toàn bộ trực tuyến. Học sinh lớp 7, lớp 8 ở Củ Chi được trở lại trường. 24 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Củ Chi sẽ đón học sinh lớp 7, lớp 8 quay trở lại học tập trực tiếp từ ngày 10 tháng 1. Riêng học sinh khối 9, 12 đã học tập trực tiếp trước đó. Thông tin được ông Trần Văn Toản, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Củ Chi cho biết. Và quyết định này được đưa ra sau khi phòng giáo dục và đào tạo huyện Củ Chi lấy ý kiến khảo sát đi học lại. Tuy chỉ có 40-50% phụ huynh đồng ý, tùy từng khối lớp, nhưng tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp trên thực tế đạt hơn 90%. Nhiều người bị di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tâm thần hậu COVID-19. Trong đợt dịch thứ tư, tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, thành phố đã có 501.990 người mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Đáng chú ý là các bệnh viện tại thành phố đã ghi nhận nhiều vấn đề sức khỏe của người dân sau khi mắc COVID-19 như là cảm giác mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần hậu COVID-19. Trên thực tế, tình trạng người dân gặp các vấn đề về tâm lý, tâm thần đã được các chuyên gia trong nước cảnh báo hậu COVID-19. Với trẻ em, các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều trẻ mắc hội chứng này, có thể gây trùy tim mạch và tác động lên nhiều cơ quan. Nhiều người lớn bị lo âu, mệt mỏi, mất ngủ kéo dài, khó thở sau khi khỏi COVID-19. Trước tình hình trên, thành phố sẽ tổ chức tổng đài tư vấn sức khỏe tâm thần do các chuyên gia của Bệnh viện Tâm thần thành phố phụ trách, đồng thời khôi phục hoạt động điều trị các bệnh thông thường, chủ động phát hiện các vấn đề sức khỏe hậu COVID-19, tăng cường phối hợp Đông Tây Y, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người dân. Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở Thái Lan được tiêm vaccine COVID-19. Thông tin được Phó Phát ngôn viên Chính phủ cho biết hôm ngày 8 tháng 1, Thái Lan chuẩn bị vaccine COVID-19 Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trên toàn quốc. Theo bà, đợt tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 2 tới. Việc tiêm chủng vừa trên tinh thần tự nguyện của trẻ và gia đình, trẻ em sẽ được tiêm tại các trường học và bệnh viện. Trẻ dưới 5 tuổi mắc COVID-19 nhập viện ở Mỹ đang tăng cao. Số trẻ em dưới 5 tuổi mắc COVID-19 phải nhập viện ở Mỹ đã tăng vọt trong những tuần gần đây và là mức cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này. Trong đó, số ca tăng nhiều nhất ở trẻ dưới 4 tuổi, nhóm tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19. Ngày 7 tháng 1, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết cần tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở nhóm tuổi lớn hơn và người trưởng thành để giúp bảo vệ những người xung quanh, trong đó có trẻ nhỏ ở tất cả các môi trường như tại nhà, nhà trẻ, trường học và toàn cộng đồng. Do sự xuất hiện của biến thể Omicron lây lan nhanh ở Mỹ, tỷ lệ nhập viện của trẻ nhỏ đã tăng từ 2,5 trên 100.000 trẻ lên hơn 4 trên 100.000 trẻ. Theo dữ liệu của CDC thu thập từ hơn 250 bệnh viện ở 14 tiểu bang, tỷ lệ này ở trẻ em từ 5 đến 17 tuổi là khoảng 1 trên 100.000.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn vì quý vị đã quan tâm theo dõi. Thương chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an toàn và vững tâm đi qua đại dịch Covid-19. Thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào bản tin ngày mai. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.